Bây giờ mình có lên quay chỗ cây của dạ thủ. Có con. Thế cái cây to lắm. Thế bây giờ thì mình đi lên đấy xong rồi mình nói luôn tại trên đấy ạ. Ừ. Ừ. Rồi. Thấy chưa? Đó, để. Ta đi đi ạ. Không thấy là người già như bầm tâm mà. Đi đâu? Ở đây cũng mất một mét vuông cũng có người. Có mình. Đây là mình. Và bây giờ thì chúng tôi đang vượt qua một cái vườn keo. Vâng, vườn keo mà anh Hùng Nguyễn Thanh Khối trồng. Tôi cũng rất là dạ. Chắc là trước đây là có một cái vườn đã thu hoạch rồi đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà đến bây giờ thì với một cái tuổi cao như vậy mà vẫn sống bằng nghề trồng trọt như thế này thì quả thật cũng đáng quan tâm. Dạ, nếu như trước đây thì được, nhưng bây giờ thì các bác ơi chờ em với ạ. Các bác chờ em xin tí hình tí tiếng. Các bạn nghe thì có hiểu không ạ? Tôi về sẽ kiểm tra lại âm thanh. Bởi vì quả thật người Quảng Nam nói rất là nhiều từ mà khó hiểu. Đây là cái gốc cây rất là to này. Dạ. 4 năm khai thác một lần. Như cái vườn của bác Khối thì được bao tiền ạ? 70 triệu, 4 năm mới được 70 triệu ấy ạ? Thấy ông mệt nhỉ? Ra là hồi đấy là biết sớm mấy trạng mà có sự làm là ông An ông với ông là hai anh em cũng to con lý chứ. Chứ tòa thì phân tòa thì sắp nhỏ hơn Quang Trang. Chớ bác Khối năm nay bao tuổi ạ? Tôi thiệt ra là 79. 79 mùa xuân. Tiếng miền Nam cũng hay nhỉ, chữ thật thì gọi là thiệt. Thế là nó cũng giống cái câu mà người ta bảo thật thà thường thưa thiệt đấy. Đâu đi trong miền Nam là đo thuốc là thuốc lây là xe nhỏ của tuổi là phải ít nhất anh ấy nhất phải 2 tuổi. Thế ạ. Theo giấy tờ là anh đồ xe nhỏ hết. Tôi là không thể làm cái trước nhỏ tuổi. Còn là phải khai lớn lên chứ. Làm cái nhỏ được. Thì chứ mình phòng thăm cái thằng Kim Sơn đi theo đây, thằng Thanh Nhung đó. Cũng khe nhỏ là không khe nhỏ. Phải khai lớn lên chứ vì ông nào cũng đi từ lúc bé. Tôi cũng y sinh năm tư đây chứ đâu có khe ra lớn nhỏ. Tôi mà tôi khe nhỏ làm sao tôi bồ đón. Toàn đi từ lúc còn bé thì phải khai lên chứ. Tôi khe y tuổi thì không có. Thì còn đây tôi nhỏ. Anh cũng tôi mẹo hả? Đinh tôi mẹo hả? Đó mẹ đủ bông sơn đó. Ông làm ra tôi khơi nhỏ xuống trời. Tôi nhỏ xuống trên bộ đó. À tôi khơi đúng tuổi mà đủ tuổi tuổi. Bây giờ thì chúng tôi đến với một cái vườn keo lớn tuổi hơn. Dạ. Cây này thì nó lớn hơn cái cổ chân của tôi mà cũng có cây thì bằng cái bắp vế của tôi. Dạ. Trồng rất là sát nhau. Có lẽ trồng sát này là để cho nó thẳng. 4-5 năm cái tóc mà vậy rồi nó cũng to. Như cây này thì được mấy năm ạ? Cây này 2 năm rồi. 2 năm ạ. 2 năm mà lớn nhỉ? Dạ, đất tốt. Sinh viên nó dốc 3 năm. 2 năm rưỡi rồi đây. Dạ. À đúng rồi, ôi thông minh thế. Hình như là ông lái xe này được đào tạo quay phim hay sao ấy. Ồ, hình như là được đào tạo lại quay phim hay sao ấy. Em có thể theo dõi nó bằng cách là bẻ cái kia xuống để nhìn này. Cho khỏi ngửa cổ cho mỏi. Ừ.
Tức ngày xưa nó là cái đồi này. Đó, cái tên danh mục là đồi cây sơn này. Là đồi cây sơn và cái đồi này ngày xưa toàn cây sơn. Không, một cây sơn nó còn có cái rừng cây lâm sập, và cây sơn là to nhất. Dạ. Kể cả trao cái bản đồ của Ngụy cũng đồi cây để đạt đồi cây sơn. Dạ. Không biết là tiếng địa phương thì nó như nào, nhưng mà đây là một cái cây sơn rất là đẹp. Dạ. Và được giới thiệu là đây là một cái nơi mà những người kháng chiến 9 năm ở lại để tiếp tục cuộc kháng chiến 21 năm. Bác nào có thể giới thiệu về cái chỗ này được ạ? Bác Khối luôn nhá. Em ơi, quay bác đang thắp hương này nè. À, đúng rồi đấy, quay đấy là được, góc cái đẹp. Có lịch sử hồi trước chết. Vua Danh. Vua Danh chết ngày hy sinh cho đi. À, đang mùa đây. Tức là do không biết luôn chỗ nào, để do có một ông cụ già ở đây, ông liền thấy nằm thúi rồi. Chứ nằm đó liệt có mà, ông liền lấy đất lấp là thôi, cho nên nằm làm cái thử này. Vua lịch sĩ đấy. Một lịch sĩ. Mộ. Vua Danh. Vua Danh, không biết. Mà sao mình không đưa về? Chứ không bóc được, không tìm đồ không ra được, tìm không ra. Đã tìm. À, tiêu mất rồi, tìm không ra. Nó trôi cứ nó quá trình nước nó chảy. Vẫn để lại cái di tích. Bò về đây, chị bị thương đâu rồi bò về đây chết. Mình đi tiếp vào đi ạ, từng người một. Anh, đi lần lượt vào gái. Anh em tôi thì thắng rồi, sẽ đi lên nhất. Anh chơi đi. Thôi đừng thắp hương nữa bác ạ. Dạ. Thế mình chỉ vái thôi. Hương thế đủ. Nơi chúng tôi đứng đây thì cả cái quả đồi này được gọi là đồi cây sơn. Lý do là nó có một cái cây sơn rất là to ở đây. Và các bạn có thể nhìn thấy một cái cây hương và một cái chân hương nữa. Và ngay gần với cây hương và chân hương thì có một nấm đất, vẫn còn những cái chân hương cắm ở đó. Và tôi được biết là đây nguyên là một cái nơi mà có di hài của liệt sĩ không biết tên. Tất nhiên là đã được di chuyển đi rồi, nhưng mà ở đây thì bà con muốn là giữ lại cái vị trí này giống như là một cái di tích. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái khu di tích, tạm gọi là khu di tích cây sơn này, có một cái lịch sử như thế nào. Cũng xin giới thiệu, từ đây về nhà Bác Khối thì nó khoảng độ 400-500 mét. Dạ, xin mời các bạn. Mời bác ạ.
cái cây sơn này là trước năm 1954 là nó đã có rồi, thì trong cái giai đoạn sau kháng chiến chống Pháp thì là coi như là một số đảng viên ở trong cái xung quanh cái địa phương này thì là có số người đi tập kết, số người không đi tập kết, như bà già tôi là bà Phạm Thị Về là bỏ là đảng viên mà bỏ là ban chấp hành phụ nữ xã Tâm Hiệp cũ thì bỏ không đi. Thì sau 55, 56 cho đến 58 và đến 60 ấy, thì là bỏ tiếp các vị là cách mạng tiền bối ở đây, như là ông Ngô Độ, tức là tên ông là Ngô Nghiêm, rồi ông Đỗ Thế Chấp, tức là tên ông là Mười Chấp, hay là ông Nguyễn Thế là thường vụ huyện ủy, rồi ông Hồ Truyền, mà ông già của bà Nguyễn Thị Lâm và ông già bà Nguyễn Thị bà Hồ Thị Thanh thì là cũng về làm công tác gặp cơ sở ở đây, và đồng thời là vận động bà con để giải phóng quê hương của cái xã Kỳ Xanh này do chính quyền Ngụy dựng lên. Thế thì tôi khi 78 tuổi tôi đã lên đây, tôi đã gặp các cụ đó, các vị cách mạng tiền bối đó, cho nên là cho đến ngày hôm nay là tôi trưởng thành, là đầu tiên là tôi là còn nhớ cái cây sơn này là cái nơi là tụ tập của cách mạng, và đồng thời cái nơi hội họp cơ sở của cách mạng ở tại đây. Thì hôm nay có đoàn làm phim ở Hà Nội về thì tôi cũng xin trình bày và giới thiệu lại. Thì bây giờ thì cũng còn một hài cốt nằm đây mà không biết họ biết tên, thì cũng làm cái khóm để là hương khói cho đồng chí mình. Thì tôi cũng xin trình bày với đoàn thế để cho đoàn biết, để đưa nó vào trong cái làm phim của quê hương xã Kỳ Xanh này. Và ở đây cũng là cái nơi là cái thôn tư, và nó cũng là cái xóm, đây là cái xóm Tân Khẳng, xóm đại đoàn kết. Cái xóm này là tuy rằng chung quanh này nó có mái nóc nhỏ thôi, nhưng mà là ba bốn bà mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang thì cũng sinh ra và lớn lên tại cái gốc cây sơn này. Xin hết. Dạ, cảm ơn bác Khối. Theo như em hiểu thì nghệ giống như là cái thời đó thì khi mà bị khủng bố rồi bị đàn áp mà mình phải ở trong bí mật ấy, thì các đồng chí của ta là đã lấy cái địa điểm gốc cây sơn này làm cái nơi họp hành, đúng không ạ? Chính là cái nơi mà trong cái giai đoạn mà địch nó lùm sụp còn quét đánh phá phong trào cách mạng dữ dội nhất ấy, thì là phải nói là các vị tiền bối về đây để là xây dựng cơ sở thì cũng tại gốc cây sơn này. Và đồng thời cơ sở của chúng ta là bây giờ nằm trong các vùng địch, cũng như là cũng về tại đại họp, và đồng thời là trưởng thành trong cái địa phương này là cũng nhờ cái gốc cây sơn này là nó có tới ngày hôm nay. Cảm ơn bác ạ. Các bạn hãy quan sát cái cây sơn qua câu chuyện kể, thì với cái tư duy và phân tích của người đương thời, người bây giờ, thì tôi nghĩ rằng là đây không phải là một cái chỗ bí mật hay là ẩn náu như là hang núi hoặc là rừng sâu, vì chỗ này thì cũng rất là gần với khu dân cư thôi, chỉ mấy trăm mét, nhưng mà nó cũng khá kín đáo, nó không tránh được pháo, cũng không tránh được đạn bom, có nghĩa là không thể dùng làm một cái căn cứ để chiến đấu được. Nhưng tại sao mà các cán bộ của chúng ta lại tìm về đây và lấy nơi này làm nơi hội họp, thì tôi cho rằng nó là một cái địa điểm dễ để tìm đến nhau. Ví dụ như có thể hẹn là tại cái gốc cây sơn trên núi Sơn, thì giống như ta hẹn ở ngã tư phố gì giao cắt với phố gì vậy, có lẽ là dạ, thì cái hộp thư để ở đây, đó là cái điểm gọi là cái điểm dễ liên lạc, cái địa điểm liên lạc dễ nhất. Không hiểu là em nghĩ như thế thì có đúng phần nào không ạ? Đúng, nhưng mà ở đây cái nơi đây là trước đây là nó cũng một cái núi rậm rộp, đây nó có cỏ thu rừng ở nữa, heo na mon cọp cũng có ở trong cái khu vực này, nó ở liên núi với nhau, thì cho nên là trong cái lúc đó thì chỉ cái nơi này là cái nơi liên lạc dễ nhất và gần nhất.
và đồng thời địch cũng bất ngờ nhất vì nấu nó nằm trong vùng địch, cho nên là địch cũng, thằng địch cũng không để ý đến, mà nơi đây là nơi bất ngờ nhất để cho cán bộ chúng ta hội họp và đồng thời xây dựng tất cả các cơ sở là về đây là để nhận nhiệm vụ, và đồng thời là rồi có cái bà mẹ của chúng ta ở trong vùng địch thì là thường xuyên á là coi như là bỏ gậu hũ đó, bỏ gậu hũ rồi mua già mua dép mua quần áo thế nọ thế kia, chế dù chế đồ vẽm đồ đó là cũng đem bên đây là để cho các vị cách mạng tiền bối này đưa về trên căn cứ địa mà phân phát cho anh em và đồng thời sử dụng, thì cũng tệ cái nơi đây là cái nơi là nhận gậu hũ của bà con của cái sở Tâm Mỹ Tây bây giờ. Dạ. Nghĩa là lương thực thực phẩm để lương tiếp tế phẩm lên căn cứ cũng là đây. Dạ. Ở đây. Dạ. Bây giờ thì toàn bộ cái khu vực này là đều là rừng trồng của nhân dân. Còn như trước đây theo lời bác Hối nói thì đây nó là cái rừng tự nhiên rậm rạp và có cả muông thú. Bây giờ thì đang trồng những cái cây keo 2-3 năm tuổi. Và tôi cũng cảm nhận được cái nguy hiểm trước đây. Bởi vì bây giờ thì không có những cái con thú, nhưng mà các bạn thấy không? Muỗi nhiều cực kỳ luôn. Nó đốt luôn cả tay khi mà tôi cầm. Dạ, mỗi đói rất là nhiều. Và như vậy thì không biết là ngày xưa các bác tụ họp ở đây thì nó còn có những cái thứ con gì mà nó kinh khủng hơn, còn chưa kể con người là cái thứ kinh khủng nhất. Các bạn đang cùng với Win Win Việt Nam tại một căn cứ hay là một điểm hẹn, một di tích Cây Sơn của Kỳ Xanh là xã bác? Có xã Kỳ Xanh cũ. Dạ, là thuộc Tam Kỳ à? À, cũng thuộc huyện Tam Kỳ. Dạ. Các bạn đang cùng với Win Win Việt Nam tại di tích Cây Sơn, xã Kỳ Xanh thuộc huyện Tam Kỳ, Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam. Dạ, dạ. Nay là xã Tam Mỹ Tây, tức là cái tên cũ. Và huyện Núi Thành đó. À, huyện Núi Thành ạ, chứ không phải là Tam Kỳ nữa. Núi Thành, bây giờ là Núi Thành. Dạ, tức là huyện huyện Núi Thành. Và muỗi đốt thì rất nhiều, cho nên là có lẽ là vâng, có lẽ là do khách lạ phương xa đến cho nên là muỗi quý. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn các bác đã rất tích cực, nhiệt tình chia sẻ những thông tin của huyện nhà, xã nhà và của bản thân các bác với các khán giả của Uy Uyên Việt Nam. Xin cảm ơn bác Hối ạ. Dạ. Đừng nãy mình chưa bắt tay, giờ bắt tay. Trong chỗ này là dạ, linh thiêng lắm. À dạ. Tôi phô tin ra là linh thiêng lắm. Thăm cái gì anh không thể đốt mũi đốt này. Mũi ghê quá. Em nhìn thấy nó 3-4 con nó bơi vào một chỗ luôn. Quay đặc tả cây đa được không? À cây si được không? Được rồi hả? Vâng, như vậy là chúng ta vừa đi lên một cái di tích lịch sử, và chắc chắn rằng có lẽ là nó chưa phải là một cái di tích lịch sử được công nhận, nhưng mà trong tâm hồn của bà con thì nó đã là một di tích lịch sử, đúng không ạ? Vâng, em cũng muốn hỏi các bác, muốn tìm hiểu một chút, gọi là nhân đây, vì cái điều kiện mỗi khi mà được gặp bà con như này không phải là dễ dàng mà có được. Thì một cái vùng mà bà mẹ Việt Nam anh hùng nhiều như thế, một cái vùng mà truyền thống cách mạng như vậy, thì em muốn hỏi là sau khi thống nhất đất nước thì tại cái vùng quê của mình cũng có người đi người ở, nhưng mà những người về đây ở thì có những, trong những người dân ấy, những gia đình dân ấy, thì có những cái gia đình mà có người bà con, à người cha ông, cha con của, tức là gia đình của những người mà tham gia vào chính quyền cũ hay không ạ? Nói chung thì bà con ở chung quanh cái đồi Cây Sơn này thì trước sau sao vậy? Nói chung là trong chiến tranh thì địch đang dồn đi xuống dưới kia rồi. Hay là những người là trong chiến tranh đi thoát ly ra vùng giải phóng như bản thân tôi. Nhưng mà sau về thì đúng ra là nếu như người khó hay là chế độ chính sách thì tôi ở Hà Nội hoặc Sài Gòn hay là Đà Nẵng hay Tam Kỳ. Nhưng mà tôi không ở, tôi về quê cha đất tổ, và tôi vẫn nhớ là cái đồi Cây Sơn là cái nơi chung nhau các rúng của tôi. Theo cái lời dạ của bác cũng như là của đảng thì tôi bà con ở đây nói chung trước
sau sao giải hết, họ về hết. Những cái gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng, tuy rằng trong quanh quanh một cái đồi cái sân nhỏ bé thế này, nhưng ba bốn người mẹ Việt Nam Anh Hùng. Yeah. Ba mẹ Việt Nam Anh Hùng. Và có gia đình nào là của chính quyền cũ không ạ? Không, ở trong cái quanh quanh đây là không có những người là của chính trường quyền cũ. Dạ. Thế trong xã mình thì có không ạ các bác? Trong xã thì có nhiều. Dạ. Nhưng đây mà... là đây bản rất nhỏ, một liệt sĩ, hai liệt sĩ, ba liệt sĩ, bốn liệt sĩ, bốn gia đình, năm liệt sĩ. Đây đây là đâu thấp không? Thế là chỗ này là có sáu, có bảy nóc nhà và sáu liệt sĩ. Dạ. Vâng, em vẫn muốn hỏi là ở xã Kỳ Xanh của mình ấy thì cái số gia đình mà có người nhà tham gia vào cái chính quyền cũ là chính quyền hoặc là quân lực ấy, thì có nhiều không ạ? Ở trong xã thì cũng có không nhiều lắm, khoảng độ 30%. Dạ. Nhưng mà là riêng cái đây thì không có. Đây thì không có. Dạ. Vâng, em đang hỏi ở xã ấy. Thì cái 30% đó thì sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì họ có còn ở lại xã mình hay không? Nói chung 30% đó nó chiếm cái số là nhân dân tự vệ với thanh niên tăng tròn đồ của địa phương nhiều, chứ còn cái chủ lực với cái cộng hòa với lại cái bảo an thì là không có mấy. Dạ. Thì họ sau này sau giải phóng thì họ có còn ở đến bây giờ ấy, có còn đây không ạ? Có, họ còn. Dạ, vẫn ở ạ. Họ vẫn ở. Theo một cách khách quan thì các bác thấy là cuộc sống của họ với ta thì có gì là khác biệt không? Trong một cái môi trường hoạt động kinh tế, xây dựng địa phương và xây dựng chính cái gia đình của họ, có gì khác biệt không ạ? Trong cái họ trước đây họ ở chính quyền cũ, nhưng mà bây giờ là nó hòa bình đất nước rồi thì họ vẫn về cái nơi chung nhau cái rúng của họ ở, nhưng mà nói chung mới là địa phương đây cũng như là thôn xã rồi tổ đoàn kết rồi là đúng, nói chung là cũng lo cho họ chú đáo, cũng như người dân là bình thường thế, người dân là có công mà, chứ cũng không để họ thua suốt cái gì, họ chưa có gia đình nào là để họ đói hay là họ khổ. Dạ. Thế còn trong những cái dịp mà tổ chức lễ Tết, ví dụ như là ngày 30 tháng 4 hay là ngày mùng 2 tháng 9 thì các bác có thấy có sự khác biệt không? Đó có đồng chí trưởng ban mặt trận trả lời câu đó. Tôi có tham gia ý kiến thế này. Kể cả cái người tham gia trong cái chế độ cũ, người quân, người quyền, bản thân họ cũng như gia đình họ, đến sau ngày giải phóng đến giờ thì 42 năm, họ cũng vẫn chung sống ở cái địa bàn thôn nói riêng và xã nói chung. Họ cũng chấp hành tốt có cái chủ trương chính sách của đảng của nhà nước, qua có cái về đời sống kinh tế, có cái tổ chức chính trị của chúng của ta, của đảng ta thì cũng đặc biệt cũng quan tâm đến họ. Ví dụ như những cái hộ đó mà có những trường hợp những cái hộ là họ rơi vào cái hộ nghèo thì cũng được hưởng có cái chế độ chính sách của được như nhà nước của chính phủ ban hành. Kể cả các đối tượng đến tuổi mà họ hưởng cái chế độ trợ cấp hàng tháng là trên 80 tuổi được 200 bả thì cũng vẫn giải quyết cho họ. Kể cả cái thương phế binh của Ngụy hồi trước bị thương tàn tật là bây giờ vẫn được hưởng chế độ là 540 được nhà nước. Cái đó gọi là cái gì? Là cái đó là được hỗ trợ xã hội. Hoặc là những người bây giờ thì chết rồi, chứ trực cách đây 3 năm nay thì không. Chứ những người đó là tham gia vào cái quốc dân đảng là loại không đợi ốc ôn, là không đợi trời chung với chính quyền, với cộng sản. Nhưng mà đến bây giờ là họ nhận được cái đồng tiền ưu á, họ được cũng tổ chức chúc thọ, mừng thọ. Cho nên là họ cũng nhận thức được, bên bề trong thì không biết, nhưng bề ngoài thì họ cũng phát biểu rằng chỉ có cái chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ cộng sản mà họ mới có cái chế độ này. Cho nên là qua cái đó thì cái việc mà chủ trương của đảng chung cũng như địa phương đây thì cũng đặt vấn đề là cũng quan tâm chăm sóc đến các cái gia đình đó cũng như những cái gia đình bình thường trên hết. Dạ. Thưa chị, tôi chỉ có ý kiến là, tức là hồi nãy mình nói là ngụy quân và ngụy quyền, tức là cái chế độ nó là chế độ ngụy, mình phải gọi là bọn ngụy quân và ngụy quyền, tức là cái chế độ của nó. Còn từng con người mà đi lính ngụy
thì trong làng xóm ở miền Nam này, ngay ở Kỳ Xanh này, chúng tôi là những người cách mạng và những người ngụy nó quay như mất. Khi vô dịch là quay là anh là ngụy hay là tôi là ta mất rồi. Chúng tôi có thể làm xui nha được. Anh vỗ mười nhau mà. À, chúng tôi đâu có để ý anh cái chuyện mà liên quan mười nhau bình thường. Quay mất rồi. Cho nên là cái sự hòa hợp nó rất là nó thành máu thịt rồi. Nó rất là chiều sâu. Chúng tôi cũng quay luôn rồi. À, thưa chị.